xuống đây dỡ cái ship. Hôm qua đặt cái ship ở đây. Được mấy con cá phi. Thăm cái bên này nè. Thăm cái này. Có gì không? Tại có làm có anh tay dở, anh tay quay không được. Má tôm sú. Má tôm sú, má cá. Nó còn cua nữa. Ờ, nó dài. Ướt cái điện thoại luôn. Để ra đi. Bà dở cái này nữa, còn cái này nữa. Thôi cái này quay chơi phải có người quay, người đổ mới được. Có con tay làm nó không chính xác. Cái này là hầm chín, nước mình đặt một bữa một. Kiếm ít con ăn, ăn hoài cũng ngán. Này có thôi.
có nè, bực 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 luôn nè, nè. Bực 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 luôn. Đúng là nó giải bực 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 luôn. Mớ cá, mớ tôm nữa nè. Khi mập lù toàn do nó lấy cái đồ đựng thôi, tắt máy bây giờ mình mới đổ được, tay cầm tay đổ không được.